Xin chào tất cả anh em chơi radio các xét trên toàn quốc. Hôm nay xin giới thiệu đến anh em một đài Nativona RX-1650 hàng được ship để bay từ Nhật Bản về. Các bác có thể xem được phần xi mạ và phần máy này đang rất đẹp nhá. Đằng sau này, cái này là cái thứ bóng nó lâu ngày nó chóc cái thứ bóng này thôi nhá. Made in Japan nhá, Made in Japan này, chóc cái thứ bóng này. Cái này thì anten nó hơi cong một chút, thanh lý cho anh em chơi 1.600.000 đồng. Nội số pin đồng mới tinh này. Đây xi mạ này, nguồn này, nguồn DC, nguồn AC 100V nhá. Đây từng núm nút này đang rất mới, xi mạ này, xi mạ vành lòa đang rất mới luôn các bác nhá. Đây các bác có thể quan sát này, xi mạ đang rất mới luôn. Con này tổng thể đang rất đẹp này. Đây, độ mới rơi tầm lỗi 90%. Con này chỉ có lỗi duy nhất là phần tua nó không được mượt mà các bác nhá. Đây này, tua nó không được mượt mà. Tua nó hơi kêu. Hơi kêu cái bánh tua. Cái này thì bên phải thì lúc tua được. Lúc chạy lúc không. Còn bên trái thì nó hơi kêu. Các bác về chỉnh lại này, em chỉnh tương đối như vậy thôi. Đấy, tua này lúc thì được nhá, lúc rất mượt mà, nhưng lúc thì lại không được này. Đây, bên tua bên trái thì nó hơi kêu cơ một chút đấy nhá, tình trạng báo rất rõ ràng các bác nhá, thanh lý cho các bác rất rẻ. Đây là phần các khác này, ra băng này, đầu từ bánh tì rực ràng, con này đang rất mới luôn. Đường chết đi đường rất hay. Hai chúng ta đi chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một tình mình để chua xót hai các bác, tiếng cực kỳ phê luôn. Đấy thì lỗi duy nhất phần tua đấy, phần tua thì lúc nó không ảnh hưởng gì các bác nhá, không ảnh hưởng gì hết. Thanh lý các bác là một giá là 1.600.000 đồng, bao gồm máy và dây nguồn, bao gồm máy và dây nguồn nhá. Ghép lại tua này. Đấy, tua phần bên trái này thì hơi kêu một chút này. Bên phải này thì lúc được lúc không này.
đấy, giờ lại rất chạy rất được một mà này. Tóm lại là nó không ảnh hưởng gì các bác nhé. Đấy, mở sang phần radio. Radio FM 90 thì em đã dò lên 108 rồi. Miền Trung, tạp lơ đặt hàng lắm ơi. Trên hình ấy nòng cách tủ dệt thổ cẩm sát đồng lương, có lơ mì ngần nướng tay hộp hoặc chiếc chiều ngần một cân bốn. Bạn nào mà thiện chí thì nhanh tay thì bạn ra lô nhé, không gọi. Nhi sự có đồng lực, số điện thoại 0867 0905 thì em sẽ hòa toàn quốc. Khiến người bệnh rất mệt mỏi và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Cũng vì vậy mà từ khi chuyên mục được phát sóng, tổng đài 1800-6225 đã nhận được rất nhiều chia sẻ của các thính giả trên mọi miền Tổ quốc. Và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe về hành trình hơn 10 năm chữa viêm da cơ địa của anh Phan Văn Tiến, 52 tuổi, ở thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Tên ảnh ta mẹ thương hiệu thì bản mương. Đây là kênh của Thanh Hóa này. Sản phẩm của địa phương, ra thị trường quốc tế. Tên một chớ yếu năm nghề ta phải phá kỳ búc báo mềm mà là phần FM ở Trương Thị Sơn. Đây là ai em này. Còn nước tiếng nó ngất lên buổi sáng đi ngủ dậy. Trước khi rửa mặt, ngâm cô vào tay vào cái ca nước. Được một lúc thật lâu. Đấy, để cho khi nào nó các cái vết xùi đấy nó mới mềm ra ra xong bắt đầu mới giãn cái tay này ra. Mà mỗi một lần rửa mặt thì nó sót lắm. Sót kinh khủng luôn. Cảm giác như kiểu một chỗ ớt không muối vào. Là người luôn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Đã quản thì thầm, nhưng theo những gì tôi biết, tôi nghĩ bất lợi sẽ khá lớn. Và ngài sẽ rất mạo hiểm nếu khởi sự chuyện đứng đầu. Tôi không hề muốn làm vậy. Scale 3 trả lời. Tôi không muốn làm vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng tôi muốn biết mình ở đâu khi người ta kiếm chuyện với tôi. Và là phần hai em của bác nhá. FM 90 em mở nhỏ một chút này. FM 90 thì em đã dò lên 108 rồi. Các bác bắt được hai kênh được bác nghe thấy rồi đúng không? Rất to và rõ. AM bắt rất to và rõ nét này. Đấy, băng thì chạy rất mượt mà. Chỉ duy nhất là phần tua thì nó hơi trục trặc một chút. Đấy thì giống như trên video mà em đã mô tả đấy. À, qua thực tế các bác thấy đấy, giá thanh lý là 1.600.000 đồng nha, bao gồm máy và dây nguồn này. Bác nào thiện chí thì nhanh tay, nhanh tay các bạn là Zalo hoặc gọi trực tiếp theo số điện thoại 0867092955. Em ship hàng toàn quốc. Cảm ơn tất cả các anh em đến toàn quốc đã quan tâm theo kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé để ủng hộ em những video sau. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.